đây là công việc mỗi mỗi sáng của anh Phụng à, các bạn. Nếu bữa nào kéo điện được thì sáng phải cúi dây điện nha các bạn. Ngay qua cầu luôn, ghê thiệt. Mới sáng sớm các bạn, 7:15 thức dậy uống với điện bụi bằng các bạn này à, bụi đó mà có ông bằng quýnh lại luôn. Dạ trời đất. Dạ dạ. Tắt luôn mới nghe được. Dạ. Được. Dạ 10.000 nghe con. Dạ. Tám nghìn bút được đó cô ơi. Dạ. Dạ.
giờ gấp xong rồi các bạn, bến mới gấp xong rồi. Giờ hai thằng mà để xuống người ta nó cắt dậm rồi sao? Giờ hai thằng thay đam mía ngon quá, tính xinh nè, xinh xỏ. Chọn cái mía màu xanh lên đó. Cây nào nhỏ nhỏ thôi, vừa ăn được rồi. Đó thấy không? Cô đem vào luôn thấy không? Cô tặng đình. Chút xíu nữa là ăn trộm bẻ không à, có dao. Bẻ mía các bạn ơi. Mía là mía xanh. Ôi, là nhiều lắm rồi đó cô, 8 cặp với 50 ngàn nữa là cho 100 mấy ngàn rồi. Dạ. 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 Dạ lấy ngọn xuống dưới con múc cục đất con trồng. Trời ơi. Trời, dao gì cô cũng có được. À, quá. Lấy nãy ra ta né né nó sợ. Rồi. Sợ chết dao. Bóp buộc chết. Trời ơi. Thơm nè. Cái mía nè. Trời. Cái mía dài cả 2 3 m, 2 m mấy. Có làm chết cô đừng có được con. Đó, chạy cô găm mau lên nè. Tao cái tự. Dạ. Dạ. Cắp ớt. Cái trái dưới kìa. Trái dưới nó màu vàng kìa. Đó. Ở dưới gốc á, gần ừ nó dạng dạng đó. Hai ba trái rồi, ớt này cay lắm. Ớt này cay chịu nổi đâu. Ừ nó, trong đó mà nó dập ra nó chảy nước ra ha. Con cá lóc bị hấp ớt luôn. Được rồi. Kìa ăn cắp kìa. Mặt ăn cắp nè. Chanh luôn, ớt rồi chanh luôn. Trái trái luôn. Quá trời ăn cắp rồi các bạn ơi. Rồi được rồi ông ơi. Nó chơi với gì được rồi. Phà vừa hết ớt. Đuối luôn không? Hồi gấp cái bến bên sông đó luôn các bạn. Mà nắng quá trời nắng chắc hai thằng đậu lại kiếm gì ăn nhẹ cái. Cần cái tiếp. Ăn mía đi. Thôi. Giờ mình xuống chân cầu mình đậu nè các bạn cho nó mát. Giờ nắng quá. À, xuống chân cầu đậu mát rượi luôn, ăn cơm cho nó khỏe nha các bạn. Giờ chủ xe của mình đang qua ăn cơm ké. Phà ổng giờ đang làm chưa có đậu nữa, qua mình ăn cơm ké này. Món mực, mực là mực gì chú Việt? Phải trứng không? Bầu. Mực bầu á. Mực này lão quá. Này mực mình mới xào giờ kho trứng vịt thêm nữa là ăn cơm nha các bạn. Gì 100 gram 10 mấy ngàn. Vậy là 1 kg 100 mấy ngàn. Thì các bạn, đây là anh chủ phà của tôi. Mới bị ông quýnh. Ông nghe cây cầu nè các bạn. Nè. Các bạn có cách nào các bạn cứu tôi được không? Bây giờ cái miếng dán đòn ngay đó, đặng ông đi lên bờ ông vòng ông lấy cái xe này. Các bạn có cách nào các bạn binh tôi được không? Tôi bị ông đánh. Á đù thiệt chứ. Nè nè, giờ là đi lên nè. Nó còn bay kìa. Ông ông đây nè. Chỗ mày có ông bệnh không? Chèo lên được không? Được. Sao được, chèo sao nổi, cao lắm. Nè đây là có ông đó các bạn, là gần quay chỗ thằng xem. Được. Nè. Ô ông này ông Bằng các bạn ơi. Ông Bằng quýnh đau lắm à. Có được không? Được. Được. Định chèo lên đây hả? Không, bên đây không có ông. Ờ, à, đây chèo không được nè ông nội ơi. Kìa, túa này kìa. Ơ, túa kìa nữa kìa. Thiệt, nó mới bu á.
Nè chạy đây đi. Ông Việt chịu được rồi. Ủa ông nội Việt bị ông quýnh hoài, rút đòn cái bên này. Tới ông Bình rồi. Không có đâu. Bên đây có ổ con. Không, nó mới đi tắm rửa vậy đó, hỏi về đó. Ông lên tại. Đứng nè, vừa đu lên trên cái nạn đó đó. Đẩy đít ông lên này. Ừ. Đẩy cái này không? Không. Đâu đâu. Bị ông quýnh rồi leo lên luôn. Ai rút đòn nè. Giờ tới mày rút đòn nè. Đi rút đòn đi. Dê đi rút đòn đi. Nè. Sợ ông các bạn ơi. Ồ bị gượt nữa kìa. Mình cũng sợ quá trời. Ủa ta hôm nay giờ mình đứng không có sao cho mà ta. Đây mà kim có kim không vậy? Kim hả? Gì hả? Gì hả? Hồi nãy có một trận lớn mưa cũng lớn các bạn. Nãy phà khô và nước nhóc giờ này vào hết tát nước ra. Tát nước ra sạch đi mình múc tiếp nha các bạn. Nãy giờ mình múc được nhiêu đây nè. Phía này có cái cống nè. Cống này nó bề ngang có 2,5 m không vô được các bạn ơi. Chung cống đó người ta kêu là nhiều lắm. Ta thấy mình làm ở đây nè, người ta ra ta kêu nhưng mà đâu vô được đâu.
Rồi, tình hình là làm nắng xong rồi các bạn. Bữa nay em của chủ phà xuống nè. Đâu? À, mới tóc, khoe tóc, kiểu tóc mới cho các bạn xem đây. Khoe kiểu tóc mới đây. Ghê lắm ơi. Mới tóc luôn, được không? Dạ không? Giờ mình sẽ bơ ra ngoài nha các bạn. Thì mình đang giao cho anh phụ phà, mình đang bơ kìa. Rồi mình sẽ đi ra ngoài coi anh bơ nha. Bơ nhớ nhìn dây điện nha. Cầm tay thấy ghét không? Mì gói mua đằng chiều nay ăn không. Ủa? Có không có gì ăn chứ. À, anh Thành Viên mới. Thành Viên mới nấu nhiều lắm, anh Thành Viên nấu nhiều lắm các bạn. Nó nhỏ xíu à? Nó nhỏ xíu à? À, đâu dặn volume lớn lên này. Rồi đợi kho chín ăn cơm các bạn ơi. Cơm các bạn ơi, cơm đơn giản ăn đi cu. Ăn đi. Ăn trước đi. Review coi đồ ăn Bình làm ngon không. Trứng chiên cá mồi, trứng vịt cá mồi, đây là món huyền thoại nha các bạn. Bạn nào đi xe cuốc là biết chân mấy món này. Chứ mấy ăn này là biết hoài à, ăn liên tục. Ghiền. Rồi mình ăn cơm nha các bạn. Bạn